góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, phòng chống lụt bão và đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Ngay từ đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị thi công, các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành trước thời hạn hợp đồng đối với các công trình xây mới, tu bổ, nâng cấp hồ đập, trạm bơm và kênh dẫn. Được khởi công từ năm 2024, công trình kè lát mái bảo vệ đê, gia cố mặt đê sông Tiêu Thủy, đoạn qua xã Xuân Giang, Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, đến nay đã hoàn thành trên 35% khối lượng công trình. Hiện đơn vị thi công đang khẩn trương bố trí nhân lực, máy móc và thiết bị, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5, nghĩa là trước thời hạn khoảng một tháng. Xác định đây là một trong những công trình hết sức là quan trọng, nên chúng tôi đang hết sức là gấp rút triển khai toàn bộ những hạng mục để hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Năm 2024, Thanh Hóa đã và đang triển khai 45 công trình xây mới, nâng cấp tu bổ trạm bơm kênh dẫn và hồ đập nhằm đáp ứng tưới tiêu cho 41.134 ha đất nông nghiệp. Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, địa hình thi công không thuận lợi và nguồn vốn còn hạn chế, nhưng với sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị thi công, chủ đầu tư cùng các địa phương liên quan, hiện tại các công trình đều đảm bảo tiến độ, công tác giải ngân đúng kế hoạch. Sau khi mà công ty nhận được hợp đồng đã tăng tiến độ thi công, vượt trước tiến độ, đang phấn đấu khoảng 20 tháng 5 này là hoàn thành. Cơ bản quan trọng bây giờ đã hoàn thành đến 90%. Liên quan đến công tác hồ đập và thủy lợi thì là tiến độ đề ra thì cơ bản là gần như hoàn thành. Và các dự án triển khai mới thì đang vào công tác chuẩn bị các bước để đầu tư, giúp cho cái công tác phòng chống lụt bão của huyện cũng như của tỉnh là tốt hơn. Nguồn vốn đầu tư công dành cho thi công các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2024 là hơn 950 tỷ đồng. Hiện Thanh Hóa ngoài việc tiếp tục rà soát các trạm bơm kênh dẫn và hồ đập đã xuống cấp để có phương án tu bổ, cũng tập trung các biện pháp thi công các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn sản xuất trước những diễn biến cực đoan của thời tiết năm nay.